Sáng nay 13 tháng 4, tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương đã dự lễ phát động phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát trong cả nước. Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến và quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, cùng các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương và các địa phương. Xóa nhà tạm, nhà dột nát là một trong những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm giúp cho người nghèo có điều kiện thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân, các cấp, các ngành trong thời gian qua. Với phương châm chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, nhiều nguồn vốn dành cho giảm nghèo nói chung, cho công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát nói riêng đã được lồng ghép vào các chương trình, đề án của Trung ương đến địa phương. Trong đó có 3 chương trình mục tiêu quốc gia, có tháng cao điểm vì người nghèo được phát động trong toàn hệ thống mặt trận. Những hoạt động này đã tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ trên khắp cả nước. Trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 4 cấp đã vận động quỹ vì người nghèo và an sinh xã hội được trên 23.000 tỷ đồng. Cùng với sự hỗ trợ của ngân sách nhà nước và sự trợ giúp của cộng đồng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã giúp đỡ xây mới và sửa chữa được gần 140.000 căn nhà đại đoàn kết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ trên 4,5 triệu lượt người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về khám chữa bệnh, giúp đỡ trên 1 triệu lượt học sinh, sinh viên về học tập, hỗ trợ người nghèo về phát triển sản xuất và hỗ trợ xây dựng hàng trăm nghìn công trình dân sinh. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ, phong trào thi đua chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước chúng ta tổ chức hôm nay là cụ thể hóa nghị quyết 42 với mục tiêu là vận động xây dựng, sửa chữa 170.000 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên cả nước từ nay đến hết năm 2025. Với quyết tâm cao của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sự nỗ lực lớn, hành động quyết liệt của cộng đồng doanh nghiệp, người dân, Thủ tướng tin tưởng phong trào thi đua chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước với ý nghĩa nhân văn sâu sắc, cao đẹp sẽ nhận được sự hưởng ứng và ủng hộ tích cực của các tổ chức, cá nhân, của toàn xã hội và của toàn dân. Để hỗ trợ các hộ nghèo có nhà ở ổn định, an toàn, từng bước nâng cao mức sống, góp phần giảm nghèo bền vững, cả hệ thống chính trị, toàn xã hội, toàn dân cần chung tay có hành động cụ thể để giải quyết dứt điểm nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, để toàn dân được hưởng thành quả của độc lập tự do, thành quả của quá trình đổi mới, đúng với tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa. Phải quan tâm, chăm lo tốt nhất đến những vấn đề chính sách xã hội cho người dân, như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu tại Hội nghị Trung ương 8 khóa 13. Một mục tiêu là phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025. Hai, phát huy. Một là phát huy các nguồn lực của nhà nước, của xã hội, doanh nghiệp và của toàn dân. Hai là phát huy truyền thống văn hóa tinh hoa tốt đẹp của dân tộc về tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách đùm lá rách hơn để có đủ nguồn lực thực hiện thành công mục tiêu đề ra. Ba, bảo đảm. Một là bảo đảm các quy định, cơ chế chính sách phù hợp, hiệu quả để thực hiện chương trình. Hai là bảo đảm không hình thức màu mè, công trình phải có chất lượng và đúng đối tượng thụ hưởng. Ba là bảo đảm sử dụng hiệu quả các nguồn lực công khai, minh bạch, chống tiêu cực, lãng phí, tham nhũng. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các ban, bộ, ngành trung ương và các địa phương với tinh thần thực hiện các công việc một cách chủ động, tích cực, hiệu quả, không màu mè, hình thức, không trông chờ, ỷ lại, không đùn đẩy trách nhiệm, bảo đảm nghiêm các quy chuẩn, quy trình, quy định và tuân thủ đúng pháp luật trong quá trình thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người dân, đúng đối tượng, chất lượng, thiết thực và hiệu quả, không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng và lãng phí. Tại lễ phát động, ban tổ chức đã trao kinh phí hỗ trợ từ Quỹ vì người nghèo Trung ương cho 5 tỉnh Tây Bắc gồm Hòa Bình, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai và Yên Bái. Công bố hỗ trợ từ nguồn ủng hộ hưởng ứng phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các địa phương và trao nhà cho 100 hộ gia đình trên địa bàn huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình. Trân trọng cảm ơn đồng chí quyền chủ tịch nước. Nghị quyết số 42 ngày 24 tháng 11 năm 2023, Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, đã đặt ra mục tiêu đến năm 2030 sẽ xóa hoàn toàn nhà dột nát, nhà tạm cho người dân để góp phần giảm nghèo bền vững. Thực hiện nghị quyết số 42,
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trương triển khai cuộc vận động xóa nhà tạm, nhà rột nát trên toàn quốc. Đây là một trong những chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2024. Chủ trương này đã nhận được nhiều ý kiến đồng tình từ đại diện các tổ chức và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc của các địa phương. Xóa hoàn toàn nhà rột nát, nhà tạm cho người dân để góp phần giảm nghèo bền vững theo nghị quyết số 42 NQTU. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đã triển khai hiệu quả cuộc vận động xóa nhà tạm, nhà rột nát trên toàn quốc. Chủ trương này đã nhận được nhiều ý kiến đồng tình từ đại diện các tổ chức, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc của các địa phương. Đề án xóa 5.000 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo của tỉnh Điện Biên, mặc dù quá trình triển khai thực hiện khó khăn do địa hình, vận chuyển vật liệu mất rất nhiều công sức, nhưng sau 9 tháng đã hoàn thành 100% mục tiêu. Đây là kết quả triển khai đề án vận động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên, hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Công tác rà soát số lượng nhà cần hỗ trợ được triển khai rất nhanh chóng. Số tiền huy động được hiện là 219 tỷ đồng. Năm nay tôi được 80 tuổi rồi. Bây giờ hiện tại bây giờ là chính phủ, đảng chính phủ làm cho cái nhà này là tốt. Rất là vui quá rồi, sướng rồi. Ước mơ về một căn nhà kiên cố, tươm tất đã trở thành hiện thực đối với nhiều gia đình ở Điện Biên, đem lại niềm vui tươi phấn khởi cho các gia đình. Nhà nước hỗ trợ cho mình là một số tiền và đồng thời là cá nhân mình nữa là phấn đấu được là cái nhà cửa như thế, cho nên là cũng thấy nói chung là cũng được vui lòng bản thân mình cũng thấy rất là vui vì tinh thần là đoàn kết. Với phương châm đi đến từng nhà, ra từng người, xác định hoàn cảnh từng hộ để xây dựng phương án hỗ trợ, huyện Điện Biên đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động các hộ gia đình chuẩn bị mặt bằng, tham gia đóng góp ngày công, nhân lực, vay thêm nguồn kinh phí với quyết tâm mỗi ngôi nhà hoàn thành có diện tích từ 40m² trở lên và giá trị từ 70 triệu đồng trở lên. Cùng với đóng góp ngày công của bà con hàng xóm, giấc mơ về ngôi nhà kiên cố của bà con đã trở thành hiện thực. Triển khai làm nhà ở trên địa bàn huyện, không ai đứng ngoài cuộc trong cái chương trình làm nhà này. Từ tổ trưởng tổ dân phố rồi là trưởng thôn bản, công tác mặt trận ở các thôn bản đến cấp huyện là chúng tôi tất cả hệ thống chính trị vào cuộc và cả người dân. Tại huyện Mường Ảng, xác định rõ thực hiện hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ là một trong những nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Do đó, quá trình triển khai được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc với quyết tâm cao, hành động quyết liệt. Ông Nguyễn Tiến Đạt, Bí thư Huyện ủy huyện Mường Ảng cho biết, huyện đã tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin đến các bản, tổ dân phố và từng hộ gia đình nắm được mục tiêu, ý nghĩa, giá trị nhân văn của đề án. Ở chương trình này chúng tôi xác định lên một chương trình rất nhân văn, có ý nghĩa trị rất lớn để giúp cho các hộ gia đình có cái điều kiện vươn lên thoát nghèo. Thì Ban Thường vụ Huyện ủy và cán bộ đảng viên và cả hệ thống chính trị đã xác định vào cuộc một cách quyết liệt, có trách nhiệm từ khâu rà soát tổng hợp cũng như là giúp các hộ gia đình, nhất là các hộ neo đơn, để các hộ có điều kiện để hoàn thành cái ngôi nhà theo đúng kế hoạch của tỉnh và của huyện giao. Tại tỉnh Điện Biên, phương châm nhà nước hỗ trợ, người dân có nhu cầu cùng làm nhà, nhân dân được tự quyết mẫu nhà phù hợp với truyền thống của mình. Mức hỗ trợ tối thiểu 50 triệu đồng một căn đã chứng tỏ tính hợp lý. Trên cơ sở đó, các hộ gia đình chủ động đứng ra làm nhà theo đúng nguyên tắc, cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình chủ động làm nhà. Nhiều hộ được hỗ trợ làm nhà đã chủ động chuẩn bị nguyên vật liệu, huy động thêm nguồn lực đối ứng để làm nhà được khang trang hơn. Thưa quý vị, đề án hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà rột nát cho các hộ nghèo là một chủ trương nhân ái, nhân văn, tạo niềm tin, động lực để người dân vươn lên thoát nghèo, thắt chặt mối liên hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. Mỗi căn nhà mới được hoàn thành đồng nghĩa với việc sẽ có một hộ nghèo có chỗ ở ổn định,
không phải lo gánh nặng về nhà ở. Người dân sẽ có thêm niềm tin, động lực, yên tâm lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo, góp phần cùng cấp ủy chính quyền địa phương hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Ngay tại phiên họp lần thứ 7 của Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan chức năng đã đề xuất bổ sung phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát ở 74 huyện nghèo và nội dung hoạt động trọng tâm của phong trào thi đua năm nay. Chủ trương này cũng đã nhận được sự đồng tình ủng hộ cao của người đứng đầu chính phủ. Tiếp tục công tác chăm lo đời sống cho bà con nghèo khó khăn trong cộng đồng tín đồ các tôn giáo, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ phối hợp với nhiều ban ngành của thành phố tổ chức khởi công xây dựng 60 căn nhà nhân ái. 60 căn nhà nhân ái được khởi công xây dựng với tổng trị giá hơn 3 tỷ đồng để trao tặng cho các hộ gia đình tín đồ Phật giáo Hòa Hảo và Công giáo trên địa bàn thành phố. Đây cũng là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029 và Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Cần Thơ lần thứ 8, nhiệm kỳ 2024-2029. Trong thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố cùng các tổ chức thành viên đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ giúp đỡ cho các gia đình khó khăn, đồng bào tín đồ tôn giáo trên địa bàn. Trong đó, việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các gia đình khó khăn có nhu cầu bức xúc về nhà ở là một trong những chương trình trọng tâm được Mặt trận Tổ quốc các cấp triển khai thực hiện. Xin được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, ngày 12 tháng 4, Công an tỉnh Hà Nam tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống của lực lượng cảnh sát cơ động. Đây là dịp cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động ôn lại chặng đường lịch sử và truyền thống vẻ vang 50 năm qua, tiếp tục phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân và ngành giao phó. Tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang 50 năm qua, lực lượng cảnh sát cơ động Công an tỉnh Hà Nam phấn đấu không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả trên mọi mặt công tác, thực hiện thắng lợi các phương án phòng chống khủng bố, bạo loạn, gây rối, nâng cao chất lượng luyện tập thực binh, nâng cao sức khỏe, kỹ năng chiến đấu, nhằm chủ động trong công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động chính quy tinh nhuệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Chiều ngày 12 tháng 4, thành phố Đà Nẵng đã tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2024-2025. Tổng nguồn lực thực hiện xây dựng nông thôn mới 3 năm qua tại Đà Nẵng là hơn 2.610 tỷ đồng. Thành phố đã tập trung đầu tư hạ tầng nông thôn, nhất là về giao thông, thủy lợi, hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất. Thành tựu thể hiện rõ nét nhất qua những chuyển biến tại Hòa Vang, huyện duy nhất của thành phố, khi nhận thức của hệ thống chính trị và nhân dân về xây dựng nông thôn mới được nâng lên, vai trò chủ thể của người dân được phát huy. Thành phố Đà Nẵng đặt ra mục tiêu đến năm 2025, phấn đấu 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, ít nhất 45,5% đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu. Thành phố sẽ tạo điều kiện tối đa hỗ trợ huyện Hòa Vang thực hiện đề án đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đồng bộ theo hướng đô thị trên địa bàn huyện. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tổ chức 16 điểm bắn pháo hoa nhân dịp kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Thời gian bắn pháo hoa từ 21 giờ đến 21 giờ 15 ngày 30 tháng 4, gồm 1 điểm bắn tầm cao và 15 điểm bắn tầm thấp, trong đó có 10 điểm dọc tuyến sông Sài Gòn và 6 điểm khác rải rác ở các địa phương. Điểm bắn pháo hoa tầm cao tại khu vực đầu đường Hồng sông Sài Gòn, thành phố Thủ Đức, kinh phí thực hiện từ nguồn xã hội hóa. Dự kiến trong dịp Dỗ Tổ Hùng Vương, lễ hội Đền Hùng và tuần văn hóa du lịch đất tổ năm nay sẽ có sự tham gia của hàng triệu lượt đồng bào và du khách. Vì vậy, lực lượng chức năng đã triển khai phương án tăng cường đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực di tích lịch sử Đền Hùng, tạo thuận lợi cho nhân dân. Những ngày qua, khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng đã đón rất đông người dân và du khách thập phương tham quan chảy hội. Để phục vụ nhân dân đi lại thuận lợi an toàn, các trục đường chính dẫn vào khu di tích đều có lực lượng chức năng làm nhiệm vụ điều tiết giao thông, kịp thời nhắc nhở hướng dẫn các phương tiện. Mọi người đều rất đi rất trật tự, rất là tôn trọng quy luật của giao thông đi.
nên đi lên đền rất đều và lực lượng an ninh đi cứ từng đoạn một, có những người đứng để bảo vệ giúp đỡ chúng tôi. Mặc dù là chúng tôi có thể có những cái bơ ngỡ ban đầu, nhưng hỏi thăm một cái là biết ngay và biết cái khu di tích của mình, nơi mình đã đến là rất thuận lợi ạ. Hôm nay đoàn tôi là có 300 người di chuyển từ Hà Nội xuống đây. Trên đường đi lễ hội thì thấy là công tác bảo vệ an ninh trật tự là rất là làm rất là chu đáo và tốt. Đoàn 300 người lên đây cùng với lại các cái du khách khác, nhưng mà mọi người di chuyển là vẫn rất là nhẹ nhàng và không gian lễ hội thì cực kỳ tuyệt vời. Cùng với lực lượng công khai, công an thành phố cũng bố trí lực lượng mặc thường phục tại khu vực các đền và điểm diễn ra hoạt động văn hóa tập trung đông người để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các đối tượng thực hiện hành vi gây mất an ninh trật tự, đồng thời thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở người dân nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa kẻ gian tự bảo quản tài sản. Chúng tôi huy động cán bộ chiến sĩ thực hiện cái phân chốt đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và các cái điểm chốt trên khu di tích lịch sử đền Hùng, thì chúng tôi còn đảm bảo an ninh trật tự cho các cái hoạt động bên lề lễ hội như hội chợ, cái giải bơi trải của thành phố Việt Trì năm 2024. Dịp giỗ tổ năm nay, Công an tỉnh Phú Thọ huy động gần 1.000 cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tại các chốt, các đền, các địa điểm trên địa bàn thành phố Việt Trì và địa bàn lân cận, nhất là khu di tích lịch sử đền Hùng, nơi diễn ra các hoạt động lễ hội. Công an tỉnh Phú Thọ quyết tâm triển khai hiệu quả các phương án, kế hoạch nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối về an ninh trật tự, an toàn cho giỗ tổ Hùng Vương, lễ hội đền Hùng và tuần văn hóa du lịch đất tổ năm 2024. Thưa quý vị, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel, Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC và Công ty Cổ phần Viễn thông FPT đã bị đề nghị xử phạt hành chính do vi phạm quy định về chống cuộc gọi rác. Theo kết quả kiểm tra của Cục Viễn thông Bộ Thông tin và Truyền thông, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel, Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC và Công ty Cổ phần Viễn thông FPT đều chưa thực hiện triệt để các biện pháp ngăn chặn cuộc gọi quảng cáo. Ba đơn vị này bị đề nghị xử phạt hành chính mỗi đơn vị 140 triệu đồng, áp dụng hình thức xử phạt bổ sung, đình chỉ hoạt động cung cấp dịch vụ 2 tháng đối với các thuê bao vi phạm. Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT cũng đã để tồn tại các cuộc gọi rác. Tuy nhiên, theo VNPT giải trình, do hạn chế về mặt công nghệ mạng điện thoại cố định có dây, nên VNPT không thể ngăn chặn các cuộc gọi từ thuê bao cố định có dây đến danh sách không nhận quảng cáo. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu VNPT khắc phục các tồn tại hạn chế, cũng như có các biện pháp kỹ thuật để ngăn chặn cuộc gọi quảng cáo. Dự án xây dựng đường vành đai thành phố Đà Lạt được coi là một trong những dự án quan trọng của tỉnh Lâm Đồng nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông đô thị Đà Lạt theo tiêu chí của đô thị loại 1. Tuy nhiên, hiện tiến độ thi công của tuyến đường này rất chậm, mới đạt khoảng 60%. Dự án xây dựng đường vành đai thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng dài hơn 7,4 km với tổng vốn đầu tư 870 tỷ đồng, được khởi công từ tháng 7 năm 2021, dự kiến hoàn thành vào tháng 6 năm 2023, nhưng sau đó phải gia hạn đến cuối năm 2024. Địa hình đầu núi là phía bên ta luy dương và phía bên ta luy âm là khu vực hồ. Thì về mặt giải pháp kỹ thuật thì trong hồ sơ thiết kế đã thể hiện rất chi tiết và cũng rất là phù hợp với lại hiện trạng, và bên đơn vị thi công đã thi công đúng theo hồ sơ thiết kế và đảm bảo chất lượng công trình. Hiện bây giờ thời tiết trong giai đoạn này thì rất là thuận lợi và công ty đang cố gắng tận dụng cái thời tiết này để hoàn thiện trước 30/4. Theo Sở Giao thông Vận tải Lâm Đồng, có 157 hộ gia đình bị ảnh hưởng khi triển khai dự án đường vành đai thành phố Đà Lạt. Đến nay, địa phương đã chi trả hơn 340 tỷ đồng cho 127 hộ gia đình. Hiện còn lại 30 hộ chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ với số tiền hơn 41,2 tỷ đồng vì chưa đồng thuận với quyết định giải phóng mặt bằng, chưa được bố trí đất tái định cư. Vì vậy, nhiều đoạn đường thi công dang dở, vật liệu chất ngổn ngang, nhiều hạng mục chậm tiến độ. Chủ đầu tư là Sở Giao thông Vận tải sẽ tích cực phối hợp cùng với các sở ngành chức năng, cũng như là ban nhân thành phố Đà Lạt để đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Nhưng mà thứ nhất là về cái công tác xác định quỹ đất để bố trí tái định cư cho bà con. Ở trường hợp nào đối chiếu theo quy định giải quyết được thì sẽ tiếp tục giải quyết. Những cái trường hợp nào đã là căn cứ quy định pháp luật rồi, rà soát tính toán về giá bà con mà cũng chưa chấp hành thì chúng tôi cũng sẽ là phối hợp với thành phố tiếp tục vận động. Dự án xây dựng đường vành đai thành phố Đà Lạt sau khi hoàn thành, phương tiện có thể lưu thông từ cao tốc Liên Khương Pren lên đèo Pren kết nối với đường vành đai thành phố Đà Lạt. Từ đây, các phương tiện đi ngang khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm kết nối vào nhiều khu, điểm du lịch nổi tiếng khác mà không cần vào trung tâm thành phố Đà Lạt.
với chủ đề Sách kết nối tri thức, kiến tạo tương lai, Thái Nguyên đã khai mạc Ngày hội sách và văn hóa đọc lần thứ 3 năm 2024. Tại ngày hội, nhiều hoạt động đã được tổ chức như thi giới thiệu cuốn sách tôi yêu, thi không gian trưng bày sách và xếp sách nghệ thuật, phục vụ bạn đọc bằng xe thư viện lưu động đa phương tiện. Ngày hội nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của đọc sách đối với việc bồi đắp kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người. Thưa quý vị, văn hóa và thói quen đọc sách phải hình thành từ nhà trường và gia đình, từ những bậc học đầu tiên của mỗi con người, mới hy vọng có được những thế hệ biết đọc và yêu thích việc đọc. Đọc sách trở thành tiết học chính thức để những ngày hội sách được tổ chức nhiều hơn, thường xuyên hơn, là cách mà các nhà trường đã, đang và sẽ thực hiện. Mỗi tuần phải có ít nhất một tiết hướng dẫn học sinh đọc sách là yêu cầu bắt buộc đã diễn ra nhiều năm tại ngôi trường này. Không chỉ đọc, học sinh đều được hướng dẫn và có thói quen ghi chép nội dung cuốn sách và những suy nghĩ, cảm xúc của mình vào cuốn nhật ký đọc như thế này. Bố con là người truyền cảm hứng cho con về việc đọc sách. Và trong thời gian vừa rồi thì chúng tôi không những chỉ hướng dẫn cho các con biết đọc sách, rồi tham đọc sách, và đặc biệt là các con ghi lại cảm nhận của mình sau những mỗi câu chuyện các con đọc và sau những mỗi kiến thức mà các con học, để giúp các con khắc sâu thêm những kiến thức thông qua những trang sách thật là tuyệt vời. Để duy trì phát triển văn hóa đọc cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên cả nước đã, đang và tiếp tục đẩy mạnh đầu tư nhiều mô hình thư viện nhằm tạo môi trường đọc thân thiện, hấp dẫn, giúp học sinh hình thành, phát triển kỹ năng và thói quen đọc sách, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục. Chúng tôi cũng tư vấn, hướng dẫn, chỉ đạo các nhà trường thường xuyên tổ chức các cái hoạt động để các con học sinh có thể cùng nhau giao lưu và chia sẻ những cái cảm nhận, những cái kiến thức mà các con đã tích lũy được thông qua quá trình đọc sách, để lan tỏa cái niềm hứng thú, niềm say mê đọc sách và trở thành một cái phong trào rất là sâu rộng trong toàn ngành. Từ những cái hoạt động cấp trường thì chúng tôi có các cái hoạt động cấp ngành để tất cả các trường thuộc 3 cấp học có cái cơ hội được cùng nhau chia sẻ và báo cáo những cái kết quả mà các con học sinh, các thầy cô giáo đã đạt được trong cái quá trình phát triển văn hóa đọc cũng như là công tác thư viện của các nhà trường. Và những ngày hội sách như thế này thực sự là một ngày hội của cả thầy và trò để cùng nhau trình diễn, thưởng thức, lan tỏa vẻ đẹp con người, cuộc sống thông qua các tác phẩm văn học. Ngày hội sách đã và đang làm nhiệm vụ cao cả, đó là khơi lại niềm đam mê đọc sách của giới trẻ, khuyến khích và định hướng lại văn hóa đọc đang dần bị lãng quên. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa của Truyền hình Nhân dân. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.